Xin kính chào quý anh chị nhé. Video hôm trước Điện Máy Hà đã giới thiệu tổng quan đến quý anh chị về chiếc máy vắt ly tâm để dùng để sản xuất đậu hũ, đậu phụ, rồi sản xuất bột nghệ, bột gừng, hoặc là các anh chị có thể sản xuất một vài cái nguyên liệu khác mà các anh chị cần phải vắt khô, vì có nhiều nhiều xưởng sản xuất người ta cần nhu cầu vắt vắt khô rất là nhiều. Ví dụ các anh chị sau khi cái rau củ quả mà các anh chị thái xong, các anh chị cần vắt nước thì cho vào đây. Chúng ta sẽ vắt để nó giảm bớt cái lượng nước ở trong cái thực phẩm đi để chúng ta tiến hành sấy. Vì nếu mà sấy trực tiếp thì cũng được nhưng mà nó rất là lâu và nó tốn kém chi phí về điện năng. Ở chiếc máy này thì bên em đang phân phối toàn quốc với giá là chỉ có 5 triệu 800 ngàn đồng. Thân vỏ máy, thân trên thì làm bằng hoàn toàn bằng inox. Đế thì là đế bằng thép miếng, thép tấm rất dày dặn chắc chắn nhá. Chiếc máy này nó nặng cỡ tầm khoảng 60 cân. Đấy, motor thì motor dùng 100% là dây đồng nhá. Em quay gần motor cho anh chị coi này, dây đồng này. Vỏ nó inox này, rồi là có chức năng hẹn giờ. Đấy, tính năng hẹn giờ đấy. Hẹn giờ là tối đa là 6 phút. Thì các anh chị vắt mấy phút thì chúng ta điều chỉnh lên, sau đó là chúng ta sẽ bấm nút. Thì ngay sau đây, em giới thiệu nhanh đến quý anh chị cách sử dụng cho một chiếc máy vắt ly tâm công suất lớn như này. Trước khi sử dụng chiếc máy vắt ly tâm này thì các anh chị chúng ta nên thau rửa. Bước nhất là chúng ta nên thau rửa vệ sinh trong và ngoài chiếc máy để đảm bảo chiếc máy sạch sẽ và cũng như là trước khi sử dụng. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ kết nối nguồn điện. Thì chiếc máy này nó có sẵn một cái phích cắm điện. Đây, phích cắm nguồn điện của nó. Thì nếu mà các anh chị cẩn thận hơn thì các anh chị có thể cắt cái phích cắm này ra và các anh chị đấu kết nối với nó với một cái cầu giao điện hoặc là một cái automat điện ở trên tường như đây thì mình sẽ sử dụng nó sẽ an toàn hơn. Đấy là một cái khuyến cáo của em. Bước nhất như thế. Bước thứ hai là các anh chị cần phải ghim chặt bốn cái chân nhá, bốn cái chân máy này, đây này, bốn chân máy này xuống nền bê tông. Thì nhà sản xuất họ đã chuẩn bị sẵn cho mình bốn con cái neo móc này, thì các anh chị nên đổ bê tông nhá. Anh chị nên anh chị đặt máy này ở đâu thì các chị đổ một cái tấm bê tông. Đây loại đổ một miếng bê tông nó dày một chút khoảng 10 phân gì đó. Sau đó chúng ta sẽ trong trình đổ chúng ta chôn những cái neo này xuống, cái neo sắt này xuống để nó chừa cái đầu bù lông này lên. Chừa cái đầu bù lông này lên thì sau đó chúng ta sẽ khi bắt máy vào, khi đặt máy vào thì chúng ta sẽ chôn bốn cái sẽ kết nối bốn cái bù lông, xếp bốn bù lông này vào để đảm bảo chiếc máy này nó có đi kèm với là mấy cái dòng cao su, mấy cái đệm cao su để nó giảm chấn nhá. Rất là tiện lợi. Đấy, bước thứ hai là chúng ta sẽ bắt kết nối chặt chẽ những cái bù lông này từ chân máy xuống để đảm bảo chiếc máy của chúng ta sẽ được chắc chắn và không bị dịch chuyển trong quá trình ta vận hành sử dụng. Lưu ý là cái đổ bê tông, cái chị đổ bê tông nên đổ có thể cao hơn một chút nhá. Cao hơn khoảng tầm cao 3-40 phân được nhá. Để làm sao mà cái vòi này nó lên cao lên một chút thì chúng ta sẽ dễ hứng cái nước hơn. Vì nhiều người dùng nước là chính, lấy nước là chính. Còn có những đơn vị họ lại lấy cái nguyên liệu thực phẩm trên là chính. Cái rắn là chính thì tay có đây chứ thể dùng cái chậu hoặc cái xô để hứng lại. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng. Đấy. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành cho những cái nguyên liệu của quay chị sau khi đã xay hoặc đã thái chế biến ấy, thực phẩm cho vào những cái túi vải này. Thì bên em đi kèm với chiếc máy bên em sẽ tặng cho một cái túi vải dưới dạng túi nhá. Anh chị đổ vào túi này thì nó sẽ dễ dàng sử dụng hơn, chứ chúng ta nếu mà lót những cái vải thông thường, vải vô thông thường thì nó rất là khó sử dụng. Đây bên em may sẵn cái túi này thì nó sẽ thuận tiện cho anh chị sử dụng. Anh chị cho cái nguyên liệu đậu phụ vào đây, sau khi đã xay cho vào cái túi này, đổ vào tầm khoảng 3-40 lít, sau đó buộc chặt túi lại và chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt cái thời gian. Ví dụ các anh chị cài đặt thời gian là các anh chị để cài 3 phút chẳng hạn, bắt trong 3 phút thì anh chị vặn cái nút hẹn giờ này lên 3, số 3, sau đó sẽ bấm cái nút màu xanh, nút on này thì máy sẽ bắt đầu chạy. Khi máy nó chạy hết 3 phút các anh chị không cần phải canh, hết 3 phút là thời gian thì máy sẽ tự động tắt đi và chúng ta sẽ ra lấy cái kết quả sản phẩm chúng ta thôi. Đây là cách thức vận hành thì rất đơn giản, phụ nữ người ta vẫn dùng bình thường, không nhất thiết cứ phải đàn ông. Chính vì thế mà cái này sản phẩm này được rất nhiều xưởng cũng như nhà gia đình đang sản xuất các về các món đậu phụ hay đậu hũ thì rất là quan tâm và sử dụng và cho phản hồi rất là tốt.
Và bước cuối cùng trong cái cách sử dụng của chiếc máy vắt ly tâm này thì đó chính là cái bước thao rửa vệ sinh. Thì khi thao rửa vệ sinh thì các anh chị nhớ là cúp cầu dao điện tẩu xuống, sau đó là chúng ta sẽ dùng những vòi nước sạch để chúng ta thao rửa cả trong cả ngoài chiếc máy, để đảm bảo chiếc máy chúng ta luôn luôn sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho thực phẩm cũng như là tuổi thọ của chiếc máy nó sẽ nâng cao trên tình trạng để cho cái phần hóa chất hay là những cái thực phẩm nó bám lên trên cái thành máy rồi chân máy thì gây ra mất vệ sinh. Trên đây em đã hướng dẫn quý anh chị cách sử dụng cho một chiếc máy vắt ly tâm. Quý anh chị quan tâm hay có nhu cầu mua máy liên hệ số hotline của Điện Máy Hà. Cảm ơn anh chị.